Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trà Giang. Thì trước đây là Giang có tham gia cái chương trình thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Lê Chí Linh. Và nhờ tham gia cái thử thách này á, thì Giang đã xây dựng cho mình được một cái kênh TikTok có vài trăm ngàn lượt follow trong một thời gian rất là ngắn. Và đã có những cái video triệu view, thậm chí là hàng chục triệu view. Và nhờ cái lượng follow trong thời gian ngắn như vậy á, thì Giang đã thay đổi được hoàn toàn cái công việc kinh doanh của mình. Thì Giang đã sinh em bé được 1 năm và đang bắt đầu quay lại với công việc kinh doanh của mình. Thì Giang cũng có suy nghĩ là mình sẽ tiếp tục chạy quảng cáo để tiếp tục phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Nhưng mà mọi thứ thì không như mình mong muốn. Chi phí quảng cáo thì ngày càng tăng cao, nhưng mà cái lượng khách hàng tiếp cận đến thì nó giảm rất là nhiều. Và Giang loay hoay tìm cái giải pháp. Thì rất là may mắn là Giang được tham gia cái thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Linh. Và từ khi mà Giang có được cái thương hiệu cá nhân trên TikTok á mọi người, thì Giang không còn phụ thuộc vào quảng cáo nữa. Lượng khách hàng tự tìm đến mình khá là nhiều. Và khi mà mình bắt đầu làm thì Giang có rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều nỗi sợ. Đặc biệt là sợ mình làm không hay nè, sợ mình không có quen. Với lại là khả năng diễn xuất của Giang là gần như bằng không. Nhưng mà anh Linh có nói với Giang một câu là em cứ làm đi rồi kết quả nó sẽ đến. Và nghe theo như vậy thì Giang bắt đầu là mình tìm chủ đề để mình đi theo. Rồi mình làm những cái video đầu tiên. Và dần dần thì bây giờ là đã quá là quen rồi và không còn ngại trước máy quay nữa. Nên nếu như mà các bạn còn đang ngại về việc có nên tham gia thử thách này không á, thì Giang khuyên là các bạn nên tham gia nha. Vì khi mà bắt đầu á, thì Giang rất là sợ. Nhưng mà khi mà Giang đã làm được rồi á, thì Giang tin chắc chắn là các bạn cũng sẽ làm được giống như Giang. Chúc các bạn có những cái kênh TikTok hàng triệu lượt follow và những cái video hàng triệu lượt xem. Từ đó có thể phát triển được công việc kinh doanh của mình nhé. Xin chào.